James Jiraju, hoàng tử nụ cười Thái Lan ra mắt album chuẩn bị làm ca sĩ. James Jiraju được biết đến là một diễn viên điển trai và nổi tiếng của làng giải trí Thái Lan. Bên cạnh diễn xuất, anh còn được biết đến là một người có giọng hát tốt. Nam diễn viên cũng chia sẻ bản thân thích ca hát. Anh từng cho ra mắt những sản phẩm hợp tác cùng nghệ sĩ nước ngoài trước đó. Mới đây, anh khiến người hâm mộ khá bất ngờ khi cho phát hành album Simo, đánh dấu cột mốc lấn sân sang sự nghiệp ca hát chuyên nghiệp. Theo đó, album đầu tay của nam thần James Jiraju sẽ có tổng cộng 5 bài hát, được phát dần dần từ ngày 26 tháng 3 năm 2021 trên kênh YouTube chính thức của anh là Jiraju Tang Risuk để người hâm mộ theo dõi. Chia sẻ về quyết định lấn sân sang làm ca sĩ, James Jiraju cho biết: "Tôi là một người rất thích ca hát, tôi luôn luôn thích âm nhạc nhưng chưa bao giờ thực sự làm được điều đó. Đã từng có cơ hội hát các bài hát cho nhiều bộ phim truyền hình khác nhau, nhưng cá nhân tôi chưa bao giờ thực hiện được một bài hát theo phong cách của riêng mình. Đôi khi từng cảm thấy thất vọng với bản thân vì tôi đã có ý tưởng làm nhạc từ lâu nhưng vẫn chưa làm được dù một thời gian dài đã trôi qua. Do đó cảm thấy nếu chúng ta thật sự quyết tâm thì cứ làm một lần để lòng không còn vướng bận cảm giác này nữa." Về album đầu tay của Simo, James Jiraju chia sẻ: "Tôi đã mất hơn 2 năm để chuẩn bị. Trong 2 năm đó tôi đưa ra ý tưởng rằng muốn áp dụng các bài hát để nói về cuộc sống của mình. Vấn đề tạo ra âm nhạc là đến từ tôi, tham khảo ý kiến của các anh chị em trong ngành âm nhạc, tự hỏi anh chị nào có thể giúp mình làm nhạc được đây. Tôi đã rất may mắn khi có cơ hội gặp Pirat Tatu Kro và Pibu, Piratat và Pibu. Tôi kể cho họ nghe cách làm mà tôi muốn là đưa vào cuộc sống của mình vào, từ thuở thơ ấu cho đến ngày nay, nên họ góp ý cho rằng xuất xứ của 5 bài hát này là phù hợp nhất. Trong đó mỗi bài hát, tôi có đưa ra một số thói quen của mình vào âm nhạc. Có một số bài sẽ có câu chuyện của một người bạn mà tôi thân, những người xung quanh cậu ấy cũng có trong đó. Được làm nhạc lần này, tôi cảm thấy rất vui. Tôi cố gắng làm tốt nhất có thể. Tôi sẽ làm nhiều, có thể không phải là tốt nhất. Tôi có thể hát không tốt, nhưng tôi sẽ chịu khó để biến ước mơ này thành hiện thực. Ca hát là một thứ khác mà tôi thật sự thích, đó là một tác phẩm sẽ phản ánh chính chúng ta nhiều nhất." Nam diễn viên trò chơi tình ái nói thêm, Mỹ nam James Jiraju sở hữu chiều cao mơ ước 1m86, cùng làn da trắng và hình thể săn chắc. Ngay lần đầu xuất hiện trên truyền hình, James Jiraju lập tức thu hút sự chú ý của khán giả. Anh từng gây ấn tượng với khán giả qua các tác phẩm như Chỉ riêng mình em, Cô vợ mẫu mực, Cứu tinh của nàng thiên Nga. Nhờ vai công tử giàu có trong phim Khôn trai Puttipat, anh được truyền thông Thái mệnh danh là công tử quốc dân, còn fan Nhật gọi anh là ngôi sao điển trai Thái Lan. Sau Khôn trai Puttipat, anh được truyền thông Thái nhắc tên với tần suất dày đặc nhờ tiếng vang của Một mảnh đất, Một bầu trời và Trò chơi tình ái. Hai dự án hợp tác cùng đàn chị Tiêu Netapol, từng tuổi thân vì bị chê già khi yêu James trong hai bộ phim này, nhưng nữ thần gián vẫn quyết định tái hợp, nên duyên lần thứ 3 với đàn em trong chiêu trò nguyên thủy. Nếu James Jiraju được mệnh danh hoàng tử nụ cười, thì Tiêu Netapol quen thuộc với khán giả Việt sau thành công của bộ phim Nữ thần rắn, phim truyền hình có tỷ suất người xem cao nhất của đài CH3 năm 2016.